Thưa quý vị, bây giờ trẻ con không còn hát đồng dao nữa, cũng quên luôn tiếng sáo thả lưng đồi. Tôi trở về con chuồn chuồn kim bậu cửa, cánh chạm vào ký ức tuổi thơ tôi. Những câu thơ của thi sĩ Trần Đình Thọ phần nào đã phản ánh một cách chân thực về tuổi thơ của trẻ nhỏ ngày nay, đặc biệt là trẻ nhỏ ở những nơi thành thị. Vâng, và đây là thực trạng đang diễn ra. Những trò chơi con trẻ đã dần mất đi và thay vào đó là những trò chơi điện tử trên iPhone, iPad bằng những chiếc cặp sách nặng trĩu với những buổi học thêm. Để bước khỏi thực tế này, nhiều ông bố bà mẹ đang tìm những mô hình trải nghiệm để con em mình tham gia. Ở đó các em được sống trong tình yêu thương, sự quan tâm của cha mẹ cũng như là được hòa mình vào thiên nhiên và giao tiếp với thế giới bên ngoài. Một. Đau cả hai vai ạ. Việc học của các cháu như bà là kèm cháu là thấy khó khăn trong cái vấn đề kèm cháu. Thậm chí nhiều bài mà không kèm được. Ở nhà thì con chơi máy tính hoặc là iPad ạ. Con hay ra ngoài đường chơi với các em nhưng mà đường nó cũng nhỏ, tại vì ở trong ngõ nhỏ mà. Con mình nói chung là rất là mê iPad và hàng ngày ấy, khi mà cháu ngủ dậy ấy, thì là cái đầu tiên mà cháu nghĩ đến đấy là việc là phải cầm ngay cái iPad và chơi. Thực tế là bây giờ các cái khu vui chơi nó rất ít. Đấy, thế nên là cho các cháu ra đường chơi thì cũng chẳng có gì mà chơi. Trong một khảo sát của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, nếu một ngày có 24 tiếng, trẻ con tại thành phố dành 9 tiếng rưỡi cho sinh hoạt, 10 tiếng rưỡi cho học tập và chỉ có 4 tiếng để vui chơi. Trong năm học 2014-2015, có 85% là học sinh khá giỏi. Trong số đó, 98% học sinh giỏi có đi học thêm và 92% học thêm từ 2 đến 3 môn. Trước thực trạng này, nhiều ông bố bà mẹ đã và đang loay hoay tìm nhiều mô hình trải nghiệm để con em mình tham gia, như mô hình du lịch nông nghiệp hay câu lạc bộ đọc sách, vẽ tranh như mô hình này. Nghe là ở cái câu lạc bộ này là một địa điểm mà chị rất là thích và bọn trẻ con cũng rất là thích, vì nó sẽ thì là nó khác nhật đi cuộc sống bình thường ấy, thì và sẽ cho các bé có thêm các cái kỹ năng và có những cái trải nghiệm mới. Trẻ con bây giờ nó có nhiều kỹ năng khác để phát triển cho về sau, thì tương lai của bé không chỉ bằng việc học hành. Thế em nghĩ là việc cho bé tham gia những cái lớp kỹ năng hay là các những cái lớp mà như kiểu là giao tiếp rồi tăng cường về những cái khả năng năng khiếu của bé như vẽ hoặc là múa hát hoặc là cái đấy thì nó sẽ tốt hơn cho trẻ. Theo nhiều chuyên gia, sự phát triển không ngừng của xã hội đã vô tình gây một áp lực không nhỏ lên đôi vai của con trẻ, khiến trẻ mất đi tuổi thơ của mình. Vậy cần phải làm gì để con trẻ được sống với đúng tuổi thơ mà các em cần có? Ông Nguyễn Duy ông có nói hai câu rất hay. Là mẹ dù cái lẽ ở đời, sữa thì nuôi phần xác, hát thì nuôi phần hồn. Và cái đứa trẻ nó lớn lên là nó lớn bằng hai cái mảng đó, bằng cái vật chất, bằng cái tinh thần. Và nếu như mà nghèo về vật chất đấy, các cháu nó còi cọc chúng ta nhìn ra được. Nhưng mà nó còi cọc về mặt tâm hồn thì làm sao ta nhìn thấy được. Cho nên theo tôi cho rằng cái quan trọng nhất bây giờ là phải cứu được các em. Phải đưa các em về đúng với cái thế giới của nó. Khi mà trẻ được nhận đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ cũng như là nhận được tất cả những cái lời khuyên, lời dạy bảo của bố mẹ để tìm đến một cái tuổi thơ tươi đẹp nhất, thì mỗi khi nhớ lại thì có thể là bên cạnh những cái nỗi vất vả, những cái nỗi lo lắng về việc học hành thì trẻ vẫn có những cái niềm vui, và cái niềm vui đấy thì nó sẽ theo suốt cái cuộc hành trình của trẻ sau này. Ký ức tuổi thơ là điều thiêng liêng nhất mà bất cứ ai trong chúng ta đều muốn gìn giữ và nhớ về. Vì vậy hãy để con trẻ, những mầm non tương lai của đất nước được sống đúng với những gì mà tuổi thơ cần có.